Xin tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh ăn non ở trên con vườn tài xỉu cân cửa ở, ở trên con TC thì được chơi. Thì đây nhá, mình sẽ đặt ra một cái chỉ tiêu dành cho mình này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ bao số 4 là 35 củ. 35 củ này mình sẽ ăn non trong khoảng 5 củ nhá. Có lời là mình phải nghỉ ngay anh em nhá. Đấy là những cách của mình. Nhưng mà anh em phải làm gì? Đặt ra một cái kỷ cương, đặt cái kỷ đặt ra một cái kỷ luật. Đấy khi mà mình có lời khi mà mình có lãi là phải làm sao là phải mình phải làm được những cái điều như vậy để sao để tránh cái tình trạng mà anh em có lãi có lời mà mà anh em lại 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 đi xa đấy thứ đầu tiên thì uh, mình chỉ đánh năm củ đấy với cái số vốn ba mươi củ này thì anh em cứ xem là mình đánh như nào nhá đây bởi vì là tại sao mà tính đầu tiên mà mình lại đánh to như vậy đấy bởi vì là hiện tại đây anh em nhìn này mình bắt được quả cầu này đấy cầu trước đó là cầu một đúng chưa anh em đấy và đây cũng là cầu một đúng chưa thì cầu trước là cầu ba và đây là cầu ba đấy cầu sau là cầu bốn thì nó sẽ đánh thừa anh em là cầu sau là phải cầu ba một một hai đấy ok anh em nhé và bây giờ thì hãy xem kết quả xem cách chia sẻ của mình xem nó có ổn áp xem nó có ok hay không đấy còn link của còn con tdc thì ở chơi lại thì mình luôn để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả đam mê ấn vào link tải về và trải nghiệm nhá và bây giờ thì hãy xem kết quả xem nó có thực sự là về cầu xỉu hay không nào chắc chắn chưa anh em thấy chưa đẳng cấp thì vẫn cứ đẳng cấp thôi bởi vì là thực sự tất cả anh em đang xem được ra của mình mình tại sao một tiếng vừa rồi mình lại đánh căng như thế bởi vì mình quá lắm rõ trong trong cái lòng bàn tay rồi nên là tiếng vừa rồi thì mình mới đánh một tiếng căng đét như vậy nhá ok anh em rồi thế ra thì mình lại đánh tiếp tiếp vào hai củ bảy này đấy rồi ok nhá anh em hãy xem cái tiếng này xem nó thực sự là ok không thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ăn non trên tay xỉu ở ờ, trên cái con tdc trên đường này này đấy cái cách ăn non của mình cũng rất là dễ đấy anh em ạ đấy chỉ cần làm sao chỉ cần anh em có những cái đường cầu bắt cầu chuẩn này đấy đặt đặt tao cái chỉ tiêu ví dụ cái số vốn lớn của mình là mang vào 35 củ đúng cho anh em đấy thì mình lời khoảng 5 củ 6 củ là mình nghỉ mình phải đặt đến như vậy còn nếu thực sự, sự tất cả anh em là nếu như anh em là mang số lớn bảo là ăn non những cái số vốn nhỏ thì cực kỳ dễ dễ như kiểu ăn cơm ấy. anh em nào có thể ăn non được nhưng mà làm sao nhưng anh em phải là tỉnh táo để làm sao để có thể ăn non như vậy nhưng nếu mà anh em nào không tỉnh táo thì chắc chắn với anh em một điều là không bao giờ có chuyện mà có thể ăn non nhá yeah. đấy nên là anh em làm sao đặt ra cái chỉ tiêu ngay lúc ban đầu khi mà mình đã làm được như vậy điều như vậy thì làm sao thì mình phải chốt luôn nghỉ luôn đúng cho anh em đấy để tránh cái tình trạng gì tránh cái tình trạng là là là, là mình có lãi mình có lời mình không nghỉ mà mình bị gãy cầu và gãy tài khoản nhá yeah. ok anh em tiếp tục là tiếp tục là hiện tại đang cầu kèo đang đi theo cái chiều hướng nghịch rồi đấy nếu thế thì mình đang bắt thế thế thì mình phải bắt cái cầu thế nào hai đây ba đây thì cầu bốn hoặc cầu bằng nhá yeah nghịch thì mình đánh nghịch lo cái gì nhỉ giờ thì mình xem là 35 cụ và thế này phải đánh trong khoảng 5 cụ đi đấy em cứ xem nhá từ từ á không đi đâu mà vội mà vàng cả mà vấp phải đá mà quàng phải dây cứ anh em cứ bình tĩnh thì khẳng định luôn với tất cả anh chị em đã đã đánh là phải win mà đã đánh là phải lời đúng chưa anh em đấy và bây giờ thì hãy xem uh, những cách đánh của mình xem như thế nào xem nó có ổn hay không đấy những cách chia sẻ đấy những cách hướng dẫn ăn non xem nó thực sự là ổn áp hay không nhá rồi và bây giờ thì hãy xem kết quả xem như thế nào nào năm bốn ba hai một mở đó anh em kết quả đây chắc chắn từ giữa không rồi gãy cầu rồi anh em ơi vậy là về cầu tài rồi anh em ạ vậy là về cầu tài rồi rồi ok để xem là thế thì về lên cầu 16 này lên cầu 16 này ở để xem anh em bình tĩnh nhá Điều bị cũng bị lẻ đây 212 78 556 16 anh nhảy xỉu thì cái này chắc chắn đến trong cầu thôi chắc chắn đi này nó cầu đánh tiếng này vừa đấy thì vừa đấy thì mình mang vào tầm 35 củ gãy được 3 củ rồi thế thì tiếng này nếu có đánh thì đánh được 7 củ 8 củ Ok đấy anh em phải chia số vốn ra làm sao cho hợp lý để lỡ chẳng may em có gãy hai ba tay thì em vẫn còn có lúa để mà đánh đấy mình phải có lúa mình có thực thì việc đạo dược chứ không phải đánh một tay hai tay ba tay làm em mình gãy mà lại cháy tài khoản đánh như vậy là đánh như vậy là sai sách đánh như vậy là chỉ gọi là có thằng ngu và như vậy thôi đấy nhá nên là em phải là tỉnh táo đấy không được cay cú ở trên cái bộ nguồn tài xỉu này like. đấy anh em thấy chưa ok gãy cầu rồi Lên đến 11 anh em ạ đấy cầu đang trao chiều hướng là lại về cầu 22 rồi lại về cầu 22 rồi nếu như về cái đường cầu 22 như vậy thì tiếng này thì mình sẽ đánh hai tiếng là mình hai tiếng to tiếng mua 8 củ một tiếng 7 củ là 15 củ nên tiếng này nếu mà mình có đánh thì mình đánh tiếng này đánh chốt lại luôn nhá chốt lại luôn thế này mình sẽ đánh gấp thép đánh lấy lại đánh là đánh nào mà đánh 10 củ trước này còn 14 này thì mình sẽ đánh 16 củ 15 củ thôi để để chính cụ nhá. Rồi ok anh em hãy xem kết quả xem tay này xem nó có rực rỡ hay không. Mình khẳng định luôn với tất cả các anh chị em là tay này một trăm phần trăm tay này mình hút luôn nha bạn đây. Đấy mình vừa rồi thì mình gãy uh, hai tay thì mình mất uh, một tay đầu tiên là mất năm uh, củ tay thứ hai tay thứ hai thì mất tám uh, củ thì là bao nhiêu? 13 ba củ à? Ừ, ok đánh tay này là hoè nha nhá, nhá. Hoặc là lời lời hai củ ta này khẳng định luôn là một nghìn trên một nghìn phần trăm là gãy à, là ăn em okay. là ăn một nghìn trên trăm là nghìn là ăn vậy ok em thấy chưa đẳng cấp chưa đấy chạy đi đâu được đúng chưa anh em đấy bởi vì là những cái cầu những cái dạng như thế này là mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi thì đương nhiên là phải ăn bởi vì cái cầu trước cái đáng ra là cầu trước nếu nó nhảy về nhảy nhảy về cái cầu gì nhảy về cái cầu là hai hai một hai thì là thì là thì là mình đã ăn được cái tiếng đấy nhưng mà lại không nhảy về cầu hai một hai một nó lại là rôi ra một cầu nghịch à, cầu cầu lên đến cầu 11 này đấy lên đến cầu 11 này thì đương nhiên cái tiếng vừa rồi nó phải vòng về trả về cầu 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 cái cầu năm bốn một chứ cái cầu năm bốn một này thì chạy đi đâu được nữa chạy đi đâu được nữa anh em đấy bây giờ thì lời được ba củ này đánh hết cái số lời này đây nhá xong là mình sẽ đánh thắng cái này thì mình sẽ chốt lại nhá lên được năm củ mà đúng chứ anh em đấy ba năm củ lên được năm củ là mình bị chốt mình bị khôn khéo như vậy nhá đấy chứ không thể nào mà mình đánh mà mình cứ miên man nữa mình khẳng định luôn với tất cả anh chị em nếu thứ này ăn tới của mình ấy, là một trăm phần nghìn trên một nghìn phần nghìn là cái này mình hút nhá anh em nhá rồi ok anh em hãy xem kết quả thế như nào ăn tới không ăn tới trả lại nhở tiếc quá tiếc quá anh em thấy chưa đấy nói rồi mà đúng anh em nói có mách và sách có trứng mà đấy em thấy chưa mình đánh thì thực sự với tất cả anh chị em là mình có cách đánh của mình chứ nhiều anh em nói bảo là à, anh ơi anh đánh như vậy liệu có liệu có chắc chắn không mình khẳng định luôn là một nguyên đã đánh là phải chắc chắn bởi vì làm sao bởi vì cái con này nó là nó là mình đã hiểu hết và nắm rõ quy luật của nó rồi thì khi mình hiểu hết và nắm rõ quy luật thì không bao giờ mình có thể để cờ với anh em nhé mình khẳng định luôn với tất cả anh chị em thôi rồi ok thì à, vừa rồi thì mình mang vào số vốn là 35 mươi cổ thì hiện tại lên được là 38 mươi cổ cũng là lời ba cổ thì mình sẽ chốt lại non ở uh, trên cái con này nhá phải như vậy không được ham hố để gặp sự cố ok xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nhá xin chào và hẹn lại